Con tên là bé gấu mập. Mẹ con xin có một mình con nè. Hôm nay là con được 21 ngày tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên con xuất hiện trên kênh YouTube của chị Hạnh Doha Pet Shop. Mọi người thương thì ủng hộ con một like nha. Con cảm ơn. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Doha Pet Shop. Hôm nay thì mình làm video để giới thiệu cho các bạn về em gấu mập. Đây là bầy fox supply mới nhất nha các bạn. Nói bầy chứ thiệt ra là có một bé hả các bạn. Tại vì mẹ nó kệ đẻ có một con à. Ở nhà mình á, hai chó hay đẻ một con lắm. Mà người ta nói chó đẻ một con là may mắn lắm đó các bạn. Wow. Chứ cũng có nhiều khách á, muốn xem video bé này. Nên sẵn đây á, hôm nay là bé được 21 ngày tuổi. Đó thì mình tẩy dung cho bé rồi mình quay video cho khách và các bạn cùng xem luôn ha. Em này là em chó fox supply nha các bạn. Chó con á, mà các bạn nuôi tới khoảng 20-21 ngày á, là được khoảng 3 tuần á, thì các bạn nên tẩy dung cho bé lần đầu tiên ha. Đó, tẩy dung thì các bạn có thể ra tiệm thú y nào các bạn á, mua tẩy dung dạng siro nha các bạn. Hiện này là tốt nhất ha. Đây là dạng tẩy giun dành cho chó con. Mà dạng nước, dạng siro nó rất là dễ uống, nó ngọt ngọt. Nó dễ uống hơn các loại tẩy giun mà bằng thuốc viên nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ tẩy giun cho bé cho các bạn xem luôn. Các bạn á, mà nuôi ít con á thì các bạn có thể mua thuốc lẻ thôi. Tại một chai này nó tới 50ml lần. Các bạn mua ít á thì để lâu á sợ hư, thì các bạn mua chai thì hơi phí. Chai này tới mấy trăm ngàn lần. Đó, còn bạn mua thuốc lẻ ở ngoài thú y thì có bán một xe cỡ 15 ngàn vậy đó, tùy chỗ. Tùy chỗ mình bán một xe 10 ngàn. Một xe là cho một ký thể trọng nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ cho bé uống rất là dễ. Bạn bỏ cái ống thuốc vô mép. Mép bé nè ha. Rồi mình đẩy thuốc vô. Đó, nó liếm nè, thấy không? Cái siro màu hồng. Liếm. Năm nhân. Các bạn để cho nó liếm hết thuốc ha. Nó có chảy ra ngoài chút. Bạn lấy khăn giấy bạn lau lại thôi. Đó, vậy là xong rồi đó các bạn. Thì có thể tẩy bất cứ lúc nào trong ngày cũng được. Tốt nhất thì tẩy buổi sáng. Đây, chị lau miệng cho. Rồi, sạch sẽ. Sau khi các bạn tẩy giun thì tùy bé bị nhiều bị ít, thì cái nếu mà bị ít á, thì nó sẽ tiêu theo phân xung của bé đi ra ha, còn bị nhiều á, thì nó sẽ ra những cái giun nhỏ nhỏ nha các bạn. Sau khi tẩy tầm 1-2 ngày là các bạn sẽ thấy rõ nó đi kiếm mẹ đó các bạn, tại mẹ nó nhoi quá mình không có bắt quay chung được. Những bé nó ngoan mình không có bắt quay chung được, đi kiếm mẹ, cái thân ngọc địch rồi tối ngày hả rút rút theo mẹ bú hoài à. Bé gấu mặt này là fox supply nha các bạn. Bé này thì hiện tại nếu mà có khách ưng thì khách nào ưng thì mình nhận cọc thôi. Đó, còn nào bé lớn á mình mới tiêm ngừa và tập cho ăn uống cứng, biết uống lình nước thì mình mới giao ha các bạn. Đó, khi các bé về nhà mới thì luôn luôn là có sổ sức khỏe kèm theo nếu mà bé đã chích ngừa ha. Đó rồi ha, mình thì hướng dẫn tư vấn chăm sóc sau khi là các bạn nuôi bé luôn, hỗ trợ 24/24 đối với những bạn mà mới mua chơi nuôi chó lần đầu cần mình tư vấn ha. Ai mà mua chó của mình thì đều biết là mấy bé về là ăn uống rất là tốt rồi. Đó, mình cũng không có muốn mà giao những bé quá yếu chưa biết ăn uống gì cho các bạn đâu. Tại vì các bạn là mới nuôi không à,
đó. Thì nếu mà các bạn mà nuôi những bé còn quá non như vậy á thì sẽ không tốt. Đây để mình cho các bạn xem kỹ dung nhan của bé gấu mặt ha. Đây nó là nó kiếm mẹ nó đó. Trời ơi, quay một chút đi rồi về với mẹ. Bụng tròn quay rồi còn kiếm mẹ muốn hoài à. Bé có lỗ mũi và cái mỏ hiện tại là đang đốm nha các bạn, có màu đốm. Nhưng mà đa số thì các bé lớn lên thì cái mũi với mỏ thì đều là màu đen hết nha các bạn. Đây là tấm lưng của ổng nè. U chào. Trước khi mình tiêm ngừa cho bé thì mình có tẩy giun thêm một lần nữa là hai lần đó, rồi mình mới tiêm ngừa cho bé. Như vậy thì trong cơ thể của bé sẽ hết bị ký sinh trùng đó, và cái mũi vaccine của mình tiêm thì nó mới đạt hiệu quả cao nhất cho các bạn đó. Thì nếu mà các bạn mà không có mua chó ở chỗ mình thì các bạn cũng nên lưu ý vấn đề tẩy giun nha các bạn. Giun nó rất là quan trọng luôn. Nếu bé mà bị giun nhiều á, nhiều bé ăn hoài không có lớn, ăn hoài không có mập đó. Và bụng lúc nào cũng to hết trơn, không có xẹp xuống. Thường là ta ăn thì cái bụng ta to là bình thường, nhưng mà chút là bé tiêu quá, bé đi vệ sinh thì bụng bé sẽ xẹp lại đó. Chứ không phải là cái bụng cứ to hoài nha các bạn. Các bạn có nuôi em chó nào mà thấy nó cái bụng nó to hoài, nó không có xẹp á, là các bạn coi chừng nha. Một là giun hay là bé bị bụng ứ nước rồi, các bạn phải đem thú y gấp nha. Bé con mập đó, có cái vấn đề này nữa nè bạn. À cái đuôi đó nè, không chỉ cái mình nó mập mà cái đuôi nó cũng mập nữa các bạn. Cái đuôi đó mình không hiểu sao mà cái đuôi mình thấy nó làm như nó ngắn ngắn mà nó mập. Nó cười không? Tối ngày bú ngủ đó. Mùa dịch này á, các bạn nhớ chăm mấy em thú cưng của mình cho kỹ nha, chứ để bệnh rồi không bị cách ly chỉ thị 16 rồi không có đem các bé đi thú y được có thì lại buồn lắm đó. À biết tại sao nó la rồi, nó kiếm chỗ mát đó nào. Nó đòi nằm gạch đó các bạn, nằm gạch đó để nó ha úp cái bụng nó xuống gạch cho nó mát, để mình bỏ xuống gạch coi nó còn la nữa. Là vừa bỏ xuống gạch là im ru lè hả gấu, cái đuôi gấu đâu? Cái đuôi tiếu đi chứ, đuôi mập ú ngắn ngủn à. Mới thấy luôn các bạn, bình thường nó cũng dài, nó dài hơn cái này một chút, cỡ gấp rưỡi cái đuôi này đi, chiều dài khoảng 2cm nữa. Mà con này đuôi nó ngắn mà không ngắn quá cũng không dài quá, mà lại rất là mập luôn, đuôi mập lông xù luôn. Tiếu thì ở dầm vậy tưởng là nó có thêm cái chân nữa à, xuống gặp lên là phê liền. Chú ơi, chú à, phê ngủ liền luôn các bạn. Chú ơi ngủ chưa? Chưa ngủ. Ờ liền diêm à. Từ gấu lớn hơn thì mình sẽ làm video để cập nhật hình ảnh của gấu. Mình bảo đảm là bé gấu cũng sẽ siêu xinh luôn nha các bạn. Bạn nào mà bày phóc sóc trước á, đặt không kịp á thì theo dõi bé gấu nha. Ưng thì đặt liền tay, chỉ có bài này thì có mình bé gấu thôi. À, bé gấu này là cái giá là 4 triệu nha các bạn. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Lô Hai Pet Shop nhé. Bye bye.